Muốn quay đứng hay quay ngang? Quay đứng. Giữ hình luôn, nút đỏ đó. Đó, cứ cầm dây qua là đứng đó, thấy không? Đã chưa? 9:05 nó hoạt động. Rõ bớt thì dựng xe lo đứng hồi mắt tiêu hết trơn này. Dài lại đi, dài bấm bấm tiếng lên luôn đi. Quay vô đã rồi vô mắt rõ lung tung không biết chuyện gì. Mai MC đi coi đốt pháo bông các bạn ơi. Có mâm mì với Kenny over here. Đây kia các bạn ơi. Khỏi thui luôn. Thấy sáng vậy? Thấy chưa? Tại vì cái trời nó còn sáng. Mày ngồi đi, mày đứng cũng vậy à. Đẹp không? Quá đã luôn. Sao vô đây thấy không đẹp vậy? Giữa như mấy hộp chân châu vậy á. Đã không? Trời, trời nó còn sáng á, nó chưa có rõ. Các bạn phải quớ nè các bạn ơi, đợi 2 tiếng đồng hồ rồi mới giờ mới đấu các bạn. Em cài cửa xe rồi em lắp chưa?
sẽ mẹo đi. Trắng dưới là cái máy chụp hình đó. Tại vì nó không có kêu gì. Đâu cần kêu, người ta chế cho mình không biết sao. Trắng vừa bởi vì vừa quay video. Cho bà ngoại mượn cái cây, bà ngoại cầm đấy.
Nhân viên nhớ mấy phút mà mỏi tay. Còn lại có một cây chổng trệ cầm. Không còn ai.